Hello cả nhà, giới thiệu với cả nhà là củ cải của nhà trời. Cầm rất là nặng luôn, không biết cái này là mấy ký luôn. Ở đây không có cái cân, nếu mà có thì mình cũng sẽ cân thử cho cả nhà xem nha. Mùa đông á, mùa đông là mùa của củ cải đây, củ cải của Nhật rất là nặng luôn. Trời phải cầm hai tay cả nhà ơi, thích ha trời. Mà nhìn nó chắc nịch luôn á. Nó chắc mà mình gọi là củ cải mới đó. Trời ơi, ăn á, ở bên đây á, người Nhật người ta ăn rất là nhiều củ cải ha. Rất là tốt cho sức khỏe luôn. Đẹp quá à, cả nhà ơi đi nè, hay nè. Hồi nãy mình cầm mà nó bị rớt xuống bị nặng quá nên nó gãy hai cái cây này luôn. Rồi nặng quá nè đó, củ cải bên Nhật người ta ăn rất nhiều củ cải và ở trong siêu thị á, mùa này là hầu như là bán rất là nhiều loại củ cải luôn. Trời ơi, đẹp quá à. Cưng quá ha. Bên Ý thì không có thấy củ cải dài như vậy cả nhà ơi, chắc là bên Ý không có biết cái loại này ha. Chứ củ cải là trồng được vào mùa mùa đông nha. Đây, mùa lạnh đó. Trời ơi, nó chắc nịch lắm mà nó mọng nước lắm. Trời, ăn rất là ngon luôn. Ở bên đây người ta nấu canh củ cải nè. Rồi người ta làm rất là nhiều món củ cải. Thật ra mình thì mình không có thích củ cải lắm nha. Không không thích ăn củ cải lắm nhưng mà củ cải nấu nước dùng nó rất là ngọt luôn, ngọt thơm lắm. Trời ơi, thơm quá. Đấy, củ cải của Nhật. Tí tí. Xin chào.